rẽ đôi đường, cả hai ôm mối sầu. Cái đôi bông tai này vàng bán không được nhiều, cho khuất nó đi cho rồi. Chị Sáu. Dạ, thưa bà chủ, có chuyện gì sai biểu tôi không ạ? Chị mang đôi bông tai này qua chợ kêu thợ mỹ lại để tôi cho con Huệ. Dạ, bông tai cũng là duyên con gái của người ta. Sao bà chủ không sắm cho nó đôi mới, để nó đeo đôi cũ, tội nghiệp. Tội cái gì? Nghiệp cái gì? Cả đời nó có biết tới phân vàng nào đâu. Lấy cậu hai được đôi bông tai này là phước ba đời của nó rồi. Dạ, để tôi lấy nón đi liền. Chị nhớ nói với thợ mỹ lại đánh bông y như mới nha Hùng. Dạ. Chờ chút đi, để tôi vô lấy thêm cọng dây chuyền cho nó đủ bộ. À, dạ. Đưa lại cho tôi. Đưa đây nhanh lên. Bà chủ ơi, bà chủ. Mở ơi. Bà chủ. Mở ra. Cái gì vậy? Không được. Chị đi. Dạ thưa bà chủ, con đi. Thưa mở đi. Má giờ muốn làm như vậy để con chết cho má coi. Thủy à, quay lại đây, từ từ má nói chuyện với con. Buông tôi ra đi. Buông tôi ra đi. Mở ơi, mở. Các người buông tôi ra nghe không? Buông tôi ra đi, tôi không còn muốn sống nữa. Bà ơi, má ơi, có chuyện gì vậy? Bà ơi, họ đi xuống với má mấy cái dao đòi tự tử nữa nè bà. Cái gì? Đòi tự tử nữa hả? Dạ đúng rồi đó bà. Mợ tự tử một lần rồi, nên mợ không có sợ chết. May là con gái nó phát hiện, nó giật con dao lại kịp đó. Buông tôi ra. Mợ ơi. Buông ra. Mợ. Thôi được rồi, hai người xuống bếp đi, để con. Mợ hai ở đây cho tôi. Dạ, thưa bà con đi, thưa mợ con đi. Má đã nói chuyện này với con rõ ràng rồi, có giấu giếm gì con đâu. Sao con cứ thích làm lớn chuyện lên vậy? Con đã gian xin quỳ lại má. Con xin má thêm thời gian, tụi con sẽ có con, má sẽ có cháu. Vậy mà tại sao má lại đi hỏi cưới con Huệ? Câu này má nghe nhàm lỗ tai rồi. Con nói hoài không thấy mỏi miệng hả? Làm ôm sòm lên, gia nhân nó cười vô mặt cho. Ai cười thì con mặc kệ. Chưa có sự đồng ý của con, tại sao má lại đi hỏi cưới con Huệ? Rồi má nó cũng đồng ý luôn là sao? Má đã ra kỳ hạn rồi, sau 3 tháng mà con không có bầu thì má đi cưới vợ cho chồng con. Má cũng đã trình bày với anh chị xui bên đó rồi, có giấu giếm gì con đâu, con không nhớ ha. Nhưng mà con cũng đang cố gắng hết sức để có con. Ngặt nổi là uống thuốc nhiều quá, chồng con sinh bệnh cho nên là phải ngưng. Là tại ảnh chứ không phải tại con. Tại sao má lại bắt anh đi cưới vợ bé rồi bỏ con? Má không có kêu bỏ con à. Con vẫn là vợ lớn, vẫn là vợ chánh, đi cưới hỏi đàng hoàng. Con vẫn là con dâu duy nhất của má mà. Má mà cưới con Huệ về đây, con không chết thì con cũng phải ra khỏi nhà này cho má vừa dạ. Má lặp lại lần cuối, má đi cưới hỏi con đàng hoàng, cũng giúp gia đình con một số bạc lớn để giải quyết nợ nần.
con không làm tròn bổn phận sanh con đẻ cái cho gia tộc này. Má không trách con thì thôi, ngược lại con còn dọa má đòi bỏ đi là sao? Dạ, thì cũng bởi vì biết ơn má đã giúp đỡ cho gia đình con, cho nên là con đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà má ơi, làm sao con chịu đựng được cái cảnh này hả má? Rồi cũng sẽ chịu đựng được thôi. Trên đời này có nhiều thứ còn ghê gớm hơn như vậy kìa. Đàn bà một khi không sanh đẻ được thì cũng... Má, má nói đi thì má cũng phải nghĩ lại. Chuyện này đâu phải lỗi của một mình con đâu má. Thôi, con gác chuyện đó qua một bên đi. Giờ á, má đưa hộp nữ trang cho con. Con thích bộ nào thì con cứ việc lựa. Má cho con đó, lấy mấy bộ cũng được. Lộc dạ nào mà con còn ham vàng ham bạc nữa hả má? Bây giờ con chỉ muốn trở về nhà của con, để không phải chứng kiến cái cảnh con Huệ bước vào nhà này thay thế vị trí của con. Con đừng có nghĩ vậy. Nó chỉ về đây đẻ con cho chồng con thôi, chứ có phải về làm vợ danh chánh ngôn thuận gì đâu. Con đó là con dâu danh giá của má, nó chỉ đem về đây để đẻ cháu cho má thôi à. Nè, con mà bỏ đi là để chống chỗ của con, không khéo nó thừa cơ hội chiếm chỗ của con luôn đó. Má, má biết như vậy tại sao còn làm? Có người vợ nào mà chịu được cảnh chồng mình có vợ bé đâu hả má? Con yên tâm, bên cạnh con lúc nào cũng có má hết á. Má nói với con rồi, danh dự gia đình mình lớn lắm, làm sao má để cho một con nhỏ nghèo kiết xác vô làm dâu má được. Hiểu vị thế của mình chưa? Má, con khổ quá má ơi. Hồi đó má buồn là má đi mua một bộ trang sức về đeo cho vui, nên giờ má có nhiều kiểu lắm. Đi vô phòng, má đưa hộp trang sức của má cho con nữa, đeo cho giải khoai nha. Dạ, vé vô sạp giải này coi giải đi. Chị, nhưng mà em mắc cỡ quá. Hay là mình kiếm góc nào khuất khuất được không chị? Ủa, vậy đó giờ đừng nói là em chưa có đi mua giải lần nào nha. Dạ chưa. Hồi đó giờ đó, toàn là má hoặc là chị hai mua cho em không à. Mà Tết Tết đó, thì em mới được sắm một bộ. Bởi vậy á, em không có biết gì hết trơn á. Thường á, giải ở ngoài sạp này nè, với ở trong nhà lồng á, thì ở ngoài sạp này á, giá nó rẻ hơn. Nhưng mà hai thứ giải á, giống nhau y chang à. Vậy thôi chị. Ừ, đi. Cho giải với em. Trời ơi, hai em thích thì cứ đứng coi nha, nhiều giải đẹp lắm luôn á. Ừ, bữa nay là em mua chứ không phải là em coi không đâu. Hai em mua bữa nay là hên lắm luôn á nha. Chị mới đi bỏ hàng ở chợ lớn về hôm qua nè. Nhiều giải mới, nhiều bông đẹp lắm luôn á. Dạ, vậy chị cho em coi mấy cái mẫu màu trơn nha. Chị, em thích áo màu ba màu hồng. Nè, em xem đi, đẹp lắm luôn á. Nè, bà dặn chị là không được mua mấy cái màu sáng hơn mở hai cho em đâu. Vậy mình phải mặc màu gì hả chị? Thì mặc mấy cái màu giống như em đang có vậy á. Dạ. Trời ơi, bông này thịnh lắm luôn á. Chị mới về hôm qua mà bán hết phân nửa rồi đó. Chị, bây giờ chị lấy mỗi khúc á, chị cắt cho em một màu. Như là một cái là màu tím than nè, màu nâu nè, với lại màu đen nha. Chị, hay là mình khỏi may nữa. Mấy cái màu đó ở nhà em có hết rồi. Em sao vậy? Đâu phải tự nhiên cái mình được may đồ mới đâu. Dạ gì mà em không chịu may. Quệ, hay giờ chị tính vậy nha. Chị sẽ cắt cho em một khúc này, may cho em một cái áo. Nhưng mà em nhớ vậy nè, em phải cất cái áo này kỹ ở trong gương. Khi nào mà đi đâu mà không có mở hai á, với lại bà thì em lấy ra bận nha. Dạ. Trời ơi, da em trắng, mặt màu hồng là ăn đứt thiên hạ luôn á. Mà mai thì bận đi, cắt cho uổng vậy. Dạ thôi, em cất để dành đó, cho nó mới hoài luôn. Mà chị, rồi lỡ bà hỏi gì giải này mình trình sao? Chị có cách. Bà ơi, ngày mai con Huệ nó về nhà chồng rồi.
xin bà hãy phù hộ cho nó về bển sống sung sướng hạnh phúc nghe bà. Chú ơi, kiểu gì em nó cũng sống sung sướng à. Hiền như em Huệ, lại thân với cậu hai từ nhỏ nữa, chắc chắn cậu hai sẽ cưng em liền hà. Ờ, chú cũng mong được như vậy. À, dạ. Ủa, chú ơi, em Lan không có đưa em gái về nhà chồng hả? Ờ, nó nói là đang có bầu, cử giữ đám cưới. Người nhà mà kỵ cái gì chú? Tại em á chị. Tại vì em sợ làm khó chị, cho nên em cản tía, không có kêu chị về. Chỉ cho chị hay á, là em có chồng rồi thôi. Ờ, chú nghĩ con Lan cũng có cái khó riêng của nó, cho nên xảy ra cái việc gì nó cũng làm thinh, cho nên chú cũng buồn. Chú ơi, con gái theo chồng là con gái của người ta, chú cứ nghĩ vậy đi cho đỡ buồn. Em cũng khuyên tía vậy á. Ờ thôi, hai chị em nói chuyện nhau nghe. Dạ. Nè, chị có cái này tặng em nè. Tặng em đôi guốc. Tặng đôi guốc cho nó sang. Nhà giàu người ta mang guốc không đó. Đôi guốc hoa đẹp quá à. Nhưng mà em không quen mang vậy đâu. Em mang dép nhẹ tưng, quen rồi chị. Từ ngày mai á, em phải tập mang cho giống người ta. Vợ của cậu hai đại điền chủ á, là phải khác. Đây, để chị coi, soạn đồ cho em, để ngày mai coi thiếu đủ sao nè. Trời đất ơi, sao không lựa đồ đẹp mà mua? Cô dâu á, sắp về nhà chồng mà mặc đồ tối hù tối hu à. Dạ, thì tại bà chủ đưa tiền cho chị gái, kêu á, là dắt em đi mua đồ, nhưng mà phải theo ý bà chủ, chứ em đâu có được quyền lựa chọn theo ý em đâu. Trời đất ơi, làm đám cưới á, là cô dâu phải mặc đồ tươi sáng rực rỡ cho nó hên chứ. Sao kỳ vậy nè? Chị nói là bà chủ dặn vậy để em mặc mấy màu tối, tiện làm công chuyện cho bà luôn. Chứ em có cái áo màu hoa hồng đẹp lắm, nhưng mà em đâu dám bận đâu. Sao không mặc? Đưa chị coi coi. Nè chị. Trời ơi, áo đẹp vậy mà không mặc. Ngày mai á, em mặc cái áo này cho chị. Đời người á, chỉ có một lần thôi nha. Ngày mai á, chị đưa em về nhà chồng, em không có sợ gì hết trơn á. Làm cô dâu là phải đẹp thiệt đẹp á. Chị Thinh, hôm nay có nấu canh chua không chị? Cậu chủ dặn nấu canh chua, nhưng mà mợ thì không chịu. Mợ nói là ăn hay bị ở chua. Ừ. Mấy bữa em nấu cơm á, cứ dài ba bữa là cô chủ kêu là nấu canh chua à. Vậy thôi, để em kiếm miếng chanh, nặng làm nước chanh uống cho đỡ thèm. Hồi sáng mời á, cô chủ lấy hết chanh, nói là để đi rửa móng tay móng chân gì á. Ừ. Em thèm cái gì chua chua quá à. Bộ em hết bị thai hành rồi hả? À, dạ, em ăn được cơm, ăn gì cũng thấy ngon hết trơn á. Nhưng mà bây giờ thì lại thèm chua. Ờ, ở mấy chậu kiển có nhiều ma đất lắm, lá nó cũng chua chua, em hái rồi chấm muối ăn cũng được á. Em quên mất, hồi nhỏ em cũng hay hái ma đất để ăn lắm. Để em đi lấy muối. Tội nghiệp ghê, hết bị thai hành rồi chuyển sang thèm chua, mà còn bị bắt nhịn thèm nữa chứ. Thank you.
hơn bở hai nữa đó. Thiệt hả chị? Nhưng mà chị đừng nói vậy, mà hai nghe được mà ghét em á. Trời ơi, chị nói em nghe thôi chứ ai nghe đâu mà sợ. Đẹp à, bay coi vô lấy tấm chiếu trải đây nè, đang lát cậu hai làm lễ bái đường. Dạ. Tôi đem xính lễ qua đây để đón cháu Huệ về làm vợ của cậu Hai Lương. Mấy đứa ơi, đem xính lễ vô đi. Nói vậy bà chủ không có tới đón dâu sao chị? Tôi chấp nhận bỏ lễ cưới, chỉ xin bà chủ tới đón dâu thôi mà. À, dạ, bà chủ bị đau chân nên đi không có được, mới cắt cử tôi qua đây để đón cháu Huệ về. À, xin phép anh cho tôi trình xính lễ. Dạ, dạ đây là trà với rượu. Dạ, còn đây á là bánh. Dạ, còn đây là rượu với trầu cao. Dạ, còn đây là xính lễ. Dạ, đây là đôi bông tai. À, còn đây á là sợi dây chuyền. Dạ. Sợi dây chuyền và đôi bông tai tôi gặp gì ở tiệm Hai Phước Mỹ Lại đây mà. Trời ơi, bà chủ á tệ hết sức luôn á, không sắm nổi đồ mới để mà rước dâu hay sao? À, cái này là đi đón dâu chứ đâu có phải cưới đâu mà rước. À, dạ, bà chủ nói sao tôi làm vậy, mong anh thông cảm nha. Thôi bỏ đi chị, miễn sao tí em bình yên là được rồi. Ừ, đó, Huệ con nói vậy đúng đó. Đi qua đây, qua đây đi, dì đeo đôi bông tai cho. Vậy còn cậu Hai đâu? Ờ à, dạ, bà chủ không có cho cậu Hai đi, sợ nắng nôi, cậu Hai bệnh. Tàn nhẫn thiệt, cưới vợ mà đi không nổi thì cưới làm gì? Không sao đâu chị, không có cậu Hai cũng không sao. Tựa như con thuyền giữa dòng sông mãi lẻ loi lên đường, làm sao dừng lại bên bờ hạnh phúc kiếm tìm. Ai thấu cho phần phụ nữ cứ mãi như lục bình trôi, có ước mơ nhiều thì cũng bé bàng mà. Em định mặc cái áo này về nhà bển hả? Cái vụ gì á thì tôi không biết, nhưng mà vụ cái áo này á là ý của tôi bắt nó mặc đó. Tình yêu đầu đời cũng đành chung dâu nín lặng, đã khiến cho người mình thương cất bước xa rời cố hương, tách rẽ đôi đường cả hai ôm mối sầu.
Tới đây là được rồi. Bà chủ không có cho bên nhà gái đi vô trong nhà đâu. Cô về giùm nha. Sao kỳ vậy trời? Tôi á, tôi coi nó như là em út của tôi. Không cho cha nó tới á, là vì xích mích trước đó. Còn tôi á, tôi phải tới nơi để xem sắp xếp chỗ ăn chỗ ở của nó như thế nào chứ. Tôi cũng dị tình lắm mới để cô đưa tới đây. Chứ bà chủ dặn chỉ đón một mình Huệ về thôi, cũng không có được đi cổng chính, chỉ đi cổng sau, mà cũng không có cho đưa đón gì hết á. Chị thông cảm về giùm đi. Nếu chị vô á là tụi tôi bị rầy đó. Dạ đúng rồi đó. Chị về đi. Huệ ở đây á có em mà. Nếu mà có chuyện gì á, em chạy về bển em báo cho chị hay liền. Chị đẹp, em cảm ơn chị đã đưa em tới đây. Nhưng mà thôi bây giờ chị về đi. Có gì á chị ghé tí nói giùm em là em đã tới nhà chồng rồi nha. Thôi chị về nha. Huệ có chuyện gì em báo cho chị hay liền nha. Huệ. Dạ. Thôi chịu khó đi vô cổng sau, cậu hai đang chờ. Dạ thưa bà, than cháy đỏ hết rồi. Đem ra để cửa sau. Than cháy đỏ quá hả? Để cửa sau nóng quá sao Huệ đi được. Thằng Thành mang ra sân này nè. Không có được con. Than này á là để cho con Huệ nó bước qua, để đốt cháy những cái xui xẻo của nó, không mang cái xấu vô nhà mình. Huệ đâu có xui đâu mà má bắt Huệ đi cửa sau, không cho đi cửa trước giống như Thúy. Thì tại ông thầy ổng biểu chứ má đâu có biết đâu. Vậy sao hồi lần con cưới vợ trước á, má không để bếp than, cho nên con mới bị xui đó. Anh mới nói gì vậy? Thôi, con Huệ nó vô tới nơi rồi kìa. Không có cãi nhau nữa. Mình là bậc trên trước thì phải làm sao cho nó nể từ khi nó bước chân vô nhà, thì sau này con mới dạy được nó chứ. Dạ, bà. Con Huệ đi vòng cửa sau vô tới nhà rồi. Chừng nào cho phép cô chào bà với lại cậu mợ. Cho vô đi. Dạ. Bước qua lò than 3 lần để đốt hết những cái xui xẻo trên người thì mới bước chân vô nhà được. Dạ thưa bà. Bước qua đi, có nóng nét gì đâu. Mày có sao không? Huệ mới bước vô tới ngạch cửa mà đã có quạ rồi.
không biết sắp tới sẽ như thế nào nữa. Dạ thưa cô chủ, tôi bắp chân cho cô chủ nha. Tay chân nhức mỏi, tôi không có ngủ được. Cẩn thận gì hết vậy? Dạ, tôi đau quá cô chủ. Trời đất ơi, làm ăn không có cẩn thận gì hết, đổ nước ướt hết phòng tôi rồi nè. Ra lấy đồ lau đi. Dạ, nhưng mà tôi đâu có làm. Cô không làm thì ai làm? Không lẽ tôi tự làm hả? Dạ, tôi xin lỗi, tôi lỡ. Trời ơi, cô sao vậy? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Dạ, tôi không sao. Đó, thấy chưa? Là ăn cẩu thả, mắt nhắm mắt mở. Cái thai mà có chuyện gì, cô biết tay tôi á. Dạ, tôi không sao. Cảm ơn thầy. Để tôi đi lấy đồ lau nhà. Thôi, để đó đi. Tôi kêu chị Thình lên lau cho. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu mà thấy đau bụng á, thì báo tôi biết liền. Đừng có im im lầm lầm, rồi có chuyện xảy ra đó. Dạ, tôi biết rồi. Còn cô nữa, thôi ngay cái trò hành hạ người ta đi nha. Bụng cô ta càng ngày càng lớn, để cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng mà em nhấc tay nhấc chân ngủ không có được. Kêu chị Thình làm, tôi sẽ trả thêm tiền cho chị. Thôi em nằm đó đi, để chị làm cho. Thôi không sao đâu chị, em làm được mà. Để yên đó, chị làm cho, chừng nào hết đau rồi tự làm. Nè, tao mang bánh qua cho mày ăn nè. Với lại có kẹo nữa, hễ thấy đau á ăn vô là hết đau liền hả? Cậu hai, sao cậu kêu vợ bằng mày rồi xưng tao, nghe kỳ vậy? Tao quen rồi, kêu như vậy chứ dễ nói chuyện. Không sao đâu chị, cậu muốn kêu sao cũng được á. Mày ăn đi nha, cứ thấy đau là ăn, tao để ngay đây á. Cậu thôi, cậu để kẹo lên trên đi, rồi cậu đi ra ngoài đi, để tôi chăm sóc cho Huệ. Cậu mà để bánh kẹo ở đây á, lát nữa kiến cắn Huệ chết luôn à. Ráng ra một chút nha. Dạ. Cái con giấm này á, đắp lên á thì là da của em nó sẽ không có phồng rộp, nó mau lành. Con giấm là con gì vậy? Dạ là cái con cái màng trắng tinh này nè cậu, được nuôi trong cái hũ ở dưới bếp á, lúc mà mình bị phỏng á, mình đắp lên liền á, nó sẽ không có làm cho da mình bị phồng rộp lên, rồi nó mau lành lắm. Bây giờ mình đắp một con, xong rồi sáng ngày mai mình đắp một con nữa. Mình đắp tới khi nào mới lành vậy chị? Đắp tới chừng nào mà da của em nó khô lại thôi. Chứ cái này á hả, cũng chưa có lành đâu. Phải chi bây giờ á mà có mỡ chăn á thì hay biết mấy. Nhưng mà mỡ chăn á cũng mắc lắm, khó mua nữa. Cho nên á là dì Sáu mới kêu chị á là đi bẻ mấy trái mù u, ép ra lấy dầu, đợi cái khi nào da em khô á, sức lên thì nó mới đỡ. Em làm cho chị với lại dì Sáu thêm cực nữa thôi. Có gì đâu, chuyện này là chuyện xui rủi thôi mà. Nhưng mà mai mốt em cũng phải cẩn thận nghe chưa? Dạ, em cảm ơn chị. Nè, vậy Huệ ăn cái đi. Ăn bánh trước, rồi ăn kẹo sao, ăn vậy ngon lắm. Chị gái cũng ăn chung với Huệ đi nha. Chừng nào hết tôi đem qua nữa. Cậu cứ để đi, lát cho tôi ăn. Thôi nè, em ăn một miếng cho cậu hai vui, đừng có cãi. Ăn đi. Cô.
cô kiếm cái gì ngoài này vậy? Dạ tôi không kiếm gì thưa thầy. Rõ ràng là tôi thấy cô lê quay tìm cái gì mà. Bộ cô mất cái gì sao? Dạ không có. Tôi đang đi kiếm mấy lá me đất để ăn cho bớt ho á thầy. Ho thì phải uống thuốc mới hết chứ, ăn lá me đất sao mà hết được. Mà từ lúc cô té tới giờ có thấy gì lạ không? Dạ tôi có đau bụng chút ít, nhưng mà nằm im ngủ tới sáng là tôi hết liền rồi thầy. Ừ, không được y y đó. Đây cô cầm tiền này á, lát đi bà mụ khám coi sao. Có cần tiền mua thuốc tẩm bổ gì á, thiếu thì nói tôi đưa thêm. Dạ tôi không có sao đâu thầy. Thầy cầm lại đi, lỡ mà bà với cô thấy thì tội tôi lắm, tôi không dám cầm đâu. Tôi lo là lo đứa con trong bụng cô thôi, ai mà dám nói gì tôi. Đây là mệnh lệnh, cứ giữ đi, không được cãi nghe chưa. Nếu như mà thầy nói vậy á thì tôi xin lấy một ít để cho thầy vui, còn lại thầy giữ lại đi, đừng có đưa tôi nhiều như vậy. Thôi cứ giữ hết đi, có cần mua thêm thuốc bổ gì á thì mua, hay có thèm ăn uống gì á thì cứ mua ăn, không được để cho con tôi nhìn đói trong bụng đó. Má tôi dặn vậy á, để cho cháu nội má tôi nhìn thèm mai mốt á nó sẽ chảy nước dãi hoài luôn đó. Dạ vậy tôi cảm ơn thầy. Mà dì hai á ở nhà có mạnh giỏi không thầy? Má tôi khỏe, nếu như cô sanh con trai á thì má tôi còn khỏe hơn nữa đó. Dạ tôi biết rồi. Thôi tôi đi làm đi, cô cứ nói với ở nhà là tôi kêu cô đi khám đốc tờ. Dạ. Dạ thầy ơi. Gì nữa? Tôi có thể đi thầy bắt mạch hút thuốc được không? Tại tôi quen hút thuốc bắc rồi. Thuốc tây uống mau hết bệnh hơn, sao cô không đi? Dạ thuốc tây đi tắt, thuốc bắc đi dòng. Thuốc bắc á tuy là đi chậm hơn nhưng mà trị tận gốc luôn á thầy. Thôi cô muốn đi thầy hay đi đốc tờ tùy cô, mà nhớ là phải đi liền nữa nghe chưa. Dạ. Trời ơi, hôm nay còn cho tiền nó nữa, còn cực cực nói với nó. Bao lâu rồi ảnh chưa cười với mình một cái. Ôi. Anh ơi. Gì cậu? Dì Sáu nói á là phải lấy mỡ chăn sức cho con Huệ thì vết phỏng mới lành. Bây giờ tao với mày đi bắt con chăn về đi, rồi lấy mỡ sức cho con Huệ. Nhưng mà biết bắt ở đâu giờ cậu? Tao hỏi Bảy Lanh thì nói là ở dưới bưng có, lần nào đi qua cũng gặp. Gặp thì gặp rồi đó, nhưng mà bắt đâu có dễ. Chứ giờ phải bằng sao? Giờ mình có tiền á thì mình xuống chợ dò hỏi mua. Nhưng mà tôi sợ là bà mà biết mình mua trăng về lấy mỡ sức cho Huệ á, bà rầy chết. Hả? Chị gái có hái trái mù u ép dầu sức cho Huệ rồi mà. Vậy là được rồi. Dầu mù u không có hay, mỡ trăng tốt hơn. Phải đi chợ kiếm con trăng mua liền. Dạ. Anh ơi, vô nhà má kêu. Vậy mai tao mày đi mua nha. Nè, anh đi ra ngoài này chơi với thằng Thành thì được, chứ không được đi qua bên phòng con Huệ kiếm nó nha. Làm vậy là em buồn á. Thôi đi vô phòng. Ủa, má kêu anh thì anh phải đi vô phòng má chứ. Huệ ở bển có một cái gói hả? Nó ngủ một mình thì một cái gói là đúng rồi. Với lại nó đang bị bỏng, má nói là anh không được qua bên đó, khi nào nó lành rồi anh mới được qua bển. Không, Huệ ở một mình buồn lắm, anh phải qua liền bữa nay. Em không có cho anh em một mình chiếu gói của phòng mình đi đâu hết á. Đem ra đi. Không được đi. Đi đây. Nè, không được đi đâu.
Không được đi. Thôi được rồi. Nếu mà em không chịu á thì anh đi mình không. Chị gái, để đó đi, tôi làm cho. Dạ, thôi đâu được đâu cậu. Cậu ngồi chơi đi, để tôi làm cho. Bà mà biết tôi để cậu làm, bà đánh tôi chết á. Hôm bữa chị làm tôi coi hết rồi, nay tôi biết rồi. Chị ra ngoài đi, vợ của tôi làm, ai dám đánh chị. Thôi, tôi để em tự làm cho. Hôm nay em cũng bớt nhiều rồi. Huệ cứ nằm đó đi. Dạ, vậy thôi chị đi ra ngoài. Cẩn thận đó. Huệ ráng chịu đựng nha. Một chút nữa thôi, gần xong rồi. Xong rồi, sắp xong rồi. Gắng chịu đau trước nha Huệ. Lan ơi Lan. Lan ơi. Lan. Dạ chị. Chị có mua giùm em mớ trái cây chua nè. Em đem đi trong phòng cất đi. Em để dưới bếp á, tới lúc thèm không có mà ăn đâu. Dạ, em cảm ơn chị nha. Rồi quýt nè, mận, xoài nữa. Toàn mấy cái em thích không à. Cảm ơn chị. Thôi chị đi làm công chuyện nha. Dạ. Chơi thân hả? Má tôi kêu cô lên thử mấy cái áo bầu mới mua, chứ bụng bự như vậy mặc mấy cái áo chật còn chướng mắt. Dạ cảm ơn cô chủ. Sông mãi lẻ loi lên đền, làm sao dừng lại bên bờ hạnh phúc kiếm tìm. Ai thấu quê bên nhà đâu có thiếu gì đâu mà bác lo. Cứ mãi như lục bình trôi. Ăn mặc thì không thiếu, nhưng không biết nó có bị hiếp đáp hà khắc gì không. Dạ, Huệ chưa về được. Tôi nghĩ chắc Huệ còn phải làm quen chỗ ở mới. Chỉ mãi phải nghèo mà em nào dám mơ ước chung đôi. Mày cho tình yêu đầu đời cũng đành chung dâu nín. Còn Lan nó đẻ rồi má ơi. Đã khiến cho người mình thương cất bước. Bình tĩnh lại đi con. Đây là việc nằm trong sự sắp đặt tính toán của má con mình mà. Cả hai ôm chứ không phải tâm tình. Chắc em chết quá. Anh ơi, chị em về phòng nha. Sao hồi giờ em có đau đâu? Tự nhiên bữa nay em đau bụng vậy? Em đeo đâm đâm từ đầu hôm rồi. Mà hai,
Không thèm. Chồng tôi về phòng với tôi là được rồi. Con muốn ở trong phòng của cô cậu trẻ. Từ hôm ấy về tới giờ, bà chủ tối con xanh bị bà hiếu yêu quá nên để con bé trong phòng. Bà chủ tối xong